được. Nếu sáng này đâu một chút. Tôi quay sao trước đây mình. Chị mới sao. Bao nhiêu? Bác Hùng Mạnh ơi, 550k bác nhá. 550k cho một giò hạc vĩ này. Bác nào mà yêu thích thì báo em luôn này. Là cái chắc nếu mà khoảng một tuần mà xuyến về thì còn lâu nó mới theo mà xuyến nữa. Nó thả đến cái giống trẻ con nó về mẹ để nó theo dít nữa. Thế bà xuyến đi đâu? Đi viện nào? Sao bà đi ạ? Ố nặng rồi. Nặng nặng rồi. Vì các con chăm sóc cho bà chả ra gì. Bô lít mật. Thế là cái giáp mà. Bô lít mật mới lại tuyến giáp nữa. Tóm lại là bà líp hai chỗ đừng về đây đi bán đi bán đi cả nhà nhớ anh nó được mấy giỏ đấy ạ anh đi được mới được năm à được à giỏ cái lấy thế thôi được rồi được rồi được rồi được rồi về bữa cơm nó phải an toàn thằng nào xả bom đấy thấy còn á em lên một Một giò hạc vĩ thiên cung nữ bố này. Đấy. Một giò rất đẹp mà. Không biết đâu chị. Chị không biết. Chị cứ sợ mùa xa. Mùa xa là sẽ vào đây em không biết. Mùa xa. Mùa xa là sẽ vào đây em không biết. Mùa xa là sẽ vào đây em không biết. Mùa xa là sẽ vào đây em không biết. Mùa xa là sẽ vào em cầm giò này rất là nặng luôn chứ rất là mỏng tay lắm đấy. Đấy, một giò hạc vĩ này, một giò vĩ thân dài khoảng 1 mét hơn 1 mét rưỡi, mét 2, mét 3 này. Đấy, hoa cực kỳ là đẹp nhá, cánh hoa hồng tím hoặc màu trắng nhất, cực kỳ đẹp, bác sưu tầm này. Chỉ có giá là... Chỉ có giá là... Đang nụ không? Hàng này bây giờ thất mộng thôi bác ạ. Đó, chơi hoa Tết thôi nhá. Chơi hoa Tết bác ơi. Đấy. Hôm trước có một vài cây nó ra điểm một hai cái nụ rồi ạ. À. Đấy, nhưng mà hôm nay không có rồi, nó có nụ.
Cô bảy này nhìn em vừa hàng vừa về có cây có đúng không? Không, chả ý. Đấy. Hôm qua thì có giò có một cái nụ điểm rồi bác Hồ Tích thích nhá. Như hôm nay thì hôm nay có giò nào? Hôm nay thì không có giò nào có cái nụ điểm ạ. À. Tết là cho hoa các bác ơi. Tết là cho hoa các bác nhá. Tết thì hoa các bác này đẹp quá để mua đây tiền triệu đây chẳng có giá mấy trăm này đâu các bác ơi. Lúc bác mà giò này một chút lá cho hoa thì quá là đẹp luôn các bác nhé, chỉ có giá là 550k nhá. 550k thôi. 550k một giò này, cây rất là mập luôn các nhá, thân nó rất là mập đấy quá, không phải gầy đâu ạ. Đấy. Đi ngọn rất là đẹp luôn các bác này đấy. Bây giờ là chờ hoa đâu nhá, bây giờ chỉ chờ hoa thắt đầu ngọn hết rồi ạ, đang thắt đầu ngọn này. Đấy. Con lá cho hoa cực kỳ đẹp các bác nhá, chỉ có giá là 550k thôi các bác ạ. 550k thôi các bác ạ. Đấy, bác nằm một chút lên chỗ này chỉ biết nhá. Vì nó đua sao con này nó láo thế nhỉ? Ngon. một em đè đầu một em bấu chân thì mẹ sống làm sao phải. Bác nào mà chốt được cái comment số này để chỉ cho em các bác nhé. Này cái này là nào con cho ngủ cái like đêm em này cứ kiểu bà bãi làm vắng em cũng like cũng ngủ hai sáng mẹ không có cách này đừng ngồi từ từ nhường ghế con ngủ nó sẽ các bài phát rồi. Nguyễn Đoàn là 300. Dạ không được bác ạ, em là đúng giá đấy bác ạ, ông Nguyễn Đoàn nhá. Ngoài hạt 500... còn hàng gì con bác ơi? Còn hoàng quy hạt không nhá, còn hoàng quy hạt. Sao thì vừa nói là hai cơ lại bà mẹ ơi, nãy bà mẹ ơi. Còn cho nó cuối thì phát là sao được. Cái này đẹp này mà. Đừng bế. Đừng lên chết rồi à? Một đập lỗ trời à? Còn hoàng quy hạt thì bác Hồ Tích nhá. Hồ Thích nhá. Bác Hồ Thích này. Hoa quy hạt 400k này. Đấy giảm cho bác 50k 350 này. Đấy, có hoàng quy hạt cho hoa Tết có nhé, cây cực kỳ đẹp này. Bác giả cái gì 350k này. Bác giả gì? Không được đâu bác ơi. Chờ em không bán được bác ạ. Không giả cái nữa rồi. Chứ lên lại giả phát nữa rồi. Không, đấy. Giả hai lần. Hoàng phi hạt nhá, hoàng phi hạt cực kỳ đẹp luôn, cây nó tròn trịa đẹp này. Hoàng óng vàng này. Thân ngọn cho hoa Tết hoa hoàng phi hạt cực kỳ đẹp này. Đấy. Chốt cho em với giá là 350 con nhá, 350k cho hoàng phi hạt ạ. Em nói thấp xuống mặt hơi bên. Đấy. Bác nào mà chốt lên số này thì bác Hồ Thích ơi, đây ạ, em có hoàng phi hạt cực kỳ đẹp con này. Đó, tròn trên bảng gỗ này. Quá là đẹp luôn này. Đấy. Này cũng được. 350k quá là rẻ luôn các bác. Đấy, các bác em mua một cân hoàng quy hạt các bác biết rồi 200-300 nghìn. Đấy. Mà về ghép được quần lên để mà ngắm, để cho ngắm hoa Tết thôi các bác nhá, chỉ cho ngắm hoa Tết thôi đấy. Mà có giá là bao nhiêu? 350k các bác. Quá là rẻ để sưu tầm nhá. Con ném từ dây con ném xuống quả con rơi. Sao nó lại thế này con thế này nhỉ? Nó bò đầu cái cổ mẹ không còn cái gì nữa, sốt sả lắm. Nó nghèo. Bác là một tấm hoàng quy hạt em 350k để chỉ cho các bác nhé. Nhà ba đứa con cũng không còn gì để sống nữa. Đi xem. Ba đứa để mà. Ba đứa mấy? Ba đứa sáu rồi đấy. Tài sản cả một đống đấy lại bảo là không còn. Tài sản đây này. Quá. Cái chả quý là cái gì quý? Cái chả quý mà mày cái gì cố lại còn bảo không quý. Em chào các bác nhé. Bác nào mà yêu thích dòng hoa nào thì báo em luôn này. Hoàng phi hạt này. Con này đẹp thế chưa bác này? Chưa. Hoàng phi hạt này em bán với giá là 400k giảm giá luôn cho các bác 50k là còn 350 này. Hoa lan hoàng phi hạt hoa Tết cho các bác ngắm luôn ạ. Hoàng phi hạt hoa Tết cho các bác ngắm luôn này. Bác nào mà yêu thích dòng hoa lan hoàng phi hạt này thì báo em luôn này. Rồi đẹp nhất. Bác nào mà yêu thích dòng hoàng phi hạt thì ok cho em này. Quá đẹp cho các bác sưu tầm luôn đây ạ. Quá đẹp cho các bác sưu tầm luôn nhá. Chỉ có giá 350k này. 350k cho một giò hoàng phi hạt này. Bác nào mà yêu thích được dòng hoa lan hoàng phi hạt thì báo em luôn. Hàng này hoa Tết cho các bác ngắm luôn này. Hàng này hoa Tết cho các bác ngắm này. Bác nào mà chốt được thì ok cho em nhé. Hoàng phi hạt hoa cực kỳ đẹp và cực kỳ thơm luôn nhá. Hoàng phi hạt hoa cực kỳ đẹp và cực kỳ thơm đấy ạ. Bác nào mà yêu thích dòng hoa lan hoàng phi hạt này thì ok cho em này. 300k. Nguyễn Doãn. Bác Nguyễn Doãn ơi, giá đấy thì không rẻ để được đâu bác ạ. À. Giá đấy thì không để được đâu ạ. À. Đây bác nào mà chốt được thì ok cho em nhá. Bác nào mà
chốt được thì báo em luôn này. Hôm nay là mày nằm lưới chứ. Cứ ngồi xuống là sắp mấy nữa. Ê, bác nào mà yêu thích dòng hoa lan Hoàng Phi Hạc này thì báo em luôn này. Chỉ có giá 350 thôi ạ, cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn ạ. Bác nào mà chốt được thì báo em luôn nhé. Quá đẹp cho các bác sưu tầm luôn này. Chia sẻ. Chia sẻ. Chia sẻ. Của mấy em chia sẻ.